chúng ta đập vô nè, búng ra nè, rồi đá lên nè, đập lại, rồi đá lên. Tập như vậy, phải tập liên tục như vậy, ngày qua ngày, tập khoảng 3 ngày là nó thành cái này. Phải tập chậm gì đó, hơn nhau là khi nhận thôi. Để một hợp âm nè, ví dụ mình có thể hợp pha trưởng để cho cái lực tay mình có. Có hơn nhau cho đó thôi.